và các bạn, đây là Việt Nam thực hiện nhuộm màu nâu khói ạ. Nâu khói, có nâu khói tông sáng ạ. Đầu tiên các bạn sẽ sử dụng màu Boring Cream Art cộng với oxy 9 tỷ lệ 1:1.5. Sau đó bạn sử dụng màu VV, màu mix ạ, màu mix VV với màu mix A của Vungel, bật pha tỷ lệ một màu mix VV, một màu mix A cộng với một phần màu một phần oxy 6, với cả bạn hỗ trợ thêm màu Boring Cream Art trong cái mát thuốc đấy, để khử toàn bộ ánh sắc của nó để tạo ra cái màu nâu vàng khói ạ. Ok, thì các bạn xem kết quả. Với các bạn, đây là cái màu tóc nâu vàng khói 18 cara nha các bạn nhé. Nâu vàng khói, cái màu này rất là tôn da các bạn, bạn này trông như tây luôn này. Đó, như tây luôn. Đó, cái màu này thì công thức Tiệp sẽ ghi vào trong này luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy gam màu này. Các bạn nhìn này, màu rất là đẹp nhá. Màu này công thức rất là đơn giản đấy ạ, Tiệp sẽ ghi thẳng luôn. Ai nhuộm màu này thì da trắng lên luôn nha các bạn nhá, như Hàn Quốc luôn. Cảm ơn các bạn theo dõi video ạ. Xin chào các bạn ạ. Tiệp là màu pink.